quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình miền Tây chào ngày mới phát trên báo lao động. Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 6, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hiện tại, quảng trường Tây Nam Bộ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang diễn ra hội chợ thương mại và các sản phẩm ô cốp năm 2023. Hoạt động này với mục đích thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo hướng hiện đại và phục vụ khách tham quan du lịch mua sắm. Hội chợ có quy mô 350 gian hàng. Tại không gian này, ban tổ chức bố trí thành 3 khu gồm khu trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng ô cốp của địa phương, khu gian hàng của các doanh nghiệp siêu thị, khu gian hàng trưng bày các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của thành phố, khu nghệ thuật làm bánh dân gian. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 20

từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra hơn 80 điểm sạt lở, trong đó nhiều nhất là ở huyện Trà Ôn với 58 điểm sạt, tổng mức thiệt hại hơn 7,2 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được đánh giá là do địa phương này có lòng sông sâu, dòng chảy mạnh, dưới tác động của sóng và mật độ giao thông thủy lớn làm cho mấy bờ bị sói mòn nghiêm trọng, mất ổn định nên dễ gây sạt lở. Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long cho biết sẽ tích cực vận động tuyên truyền người dân sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở trên địa bàn để chủ động phòng tránh đồng thời kêu gọi hỗ trợ cho các hộ bị sạt lở sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Ngày 19 tháng 6, Công an tỉnh hậu Giang cho biết lực lượng công an vừa bắt quả tang 17 người sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke ở phường 1 thành phố Vị Thanh. Theo đó, 17 đối tượng là nam nữ có độ tuổi từ 16 đến 20 đã sử dụng trái phép chất ma túy trong hai phòng của một quán karaoke. Đồng thời, tại hiện trường, công an thu giữ nhiều ly thủy tinh bên trong có chứa chất lỏng màu nâu, một dĩa có chứa chất bột màu trắng được kẻ thành đường nghi là ma túy, cùng nhiều vật dụng khác như thẻ nhựa, ống hút tự chế, tờ tiền cụ tròn, một thẻ ATM, bật lửa. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Cư dân mạng những ngày qua lan truyền đoạn clip chích xuất từ camera ghi lại cảnh một thanh niên ở tỉnh Đồng Tháp đã liều lĩnh vào nhà bắt chó sau khi đánh bã khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2023 tại một tuyến đường đông thôn thuộc huyện Châu Thành, khi hai đối tượng ném chất lạ vào nhà cho chó ăn khiến chúng bất tỉnh. Đối tượng còn liều lĩnh leo rào vào bên trong và bắt con ngồi chủ nhà cho biết thời điểm xảy ra vụ trộm, trong nhà có người nhưng do đêm khuya ngủ sai nên không hay biết. Thưa quý vị và các bạn, công trình cầu Ngã Bác được xây dựng tại khu vực 6 phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ là niềm mơ ước của nhiều hộ dân. Thế nhưng, sau khi triển khai thi công được một thời gian, công trình này lại bị ngưng lại khiến cho hàng nghìn lượt người và phương tiện ngày ngày phải lưu thông qua lại trên cây cầu tạm mở một nát, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm ủng hộ việc xây dựng cầu ngã bác để giao thông thuận tiện. Thế nhưng đến nay, mong mỏi của bà Phan Thị Kẻ, 73 tuổi, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thành hiện thực vì công trình thi công gian dở, nhịp còn lại vẫn chưa được xây xong. Thế là hơn nửa năm qua, gia đình của bà Kẻ cũng như rất nhiều hộ dân khác vẫn lưu thông trên chiếc cầu tạm bợ một nát. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm khi miền Tây đang vào mùa mưa bão. Ảnh hưởng cuộc sống của người dân lao động ở đây dữ lắm à. Nội mà cái qua màu thôi, rồi bên nông sản, rồi bên hoa màu của người ta, rồi con em mình đi học rất khổ cực và rất nặng nề. Nó dài cả hơn nửa năm rồi. Người dân người ta bức xúc lắm, có người người ta lọt xuống cái cầu này nè. Theo chia sẻ của người dân, nguyên nhân khiến cầu ngã bác không thể tiếp tục thi công là do vướng mắc giải phóng mặt bằng từ một hộ dân. Hiện những người còn lại chỉ mong muốn các cấp chính quyền sớm giải quyết khó khăn, hoàn thiện việc xây dựng cầu để lưu thông dễ dàng hơn thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình miền tây chào ngày mới hôm nay cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau